xin niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mời quý thầy ngồi. Thầy học gì rồi? Học về đâu rồi? Học xong bộ Bali gì rồi phải không? Đề tiểu lượng tôi ra rồi. Nghiên cứu đi. Phải lo nghiên cứu đi. Chuyện đó bây giờ đã ra như thế là lo nghiên cứu đi. Đã học như thế này rồi bây giờ đọc phải biết làm cái gì. Bước 1 làm cái gì, bước 2 làm cái gì, bước 3 làm gì. Bây giờ đi vào trong đó tôi sẽ phân tích nhé. Và bây giờ không có bây giờ là mà dạy cái đó thì phải qua đến học kỳ học phần 2 mới dạy được. Cái này quý thầy tự nỗ lực coi thử sao. Và cái này không khó, tất cả chỉ là đọc sách. Vì cái đề đó là đề gì? Cả pháp việt ma phải không? Đúng không? Cả pháp việt ma thì chỉ có đọc sách rồi ngồi truy tư để vào cho nó trật tự đâu vào đó, không có khó khăn gì. Đề nào mà về triết học thì tôi đã dạy, tất nhiên tôi sẽ dạy. Còn đề mà về mà gọi là nghiên cứu thì quý vị nghiên cứu nha. Tất nhiên thì trong học kỳ tới, trong những cái tuần tới tôi sẽ là phân tích cả pháp việt ma rất kỹ, để từ nay về sau quý thầy hệ đi vào trong một cái pháp sự là biết ngay pháp việt ma cần phải tác pháp gì và loại tác pháp việt ma nào thì đúng pháp, không đúng pháp, vân vân. Và cái đó thì chúng ta sẽ học. Bây giờ quý thầy đã học tới đâu rồi để chúng tôi biết và sắp sửa chúng ta sẽ thi. Có như vậy là quý thầy đã học vào nội dung của Barajika, của là Ba La Đề Mục Xoa, là Batimokha, và chúng ta đã nghiên cứu qua cái bốn cái giới trọng, đó là bốn Barajika phải không? Bốn Ba La Gì. Và tôi thông báo là quý thầy tuần sau quý thầy thi giữa học kỳ, và phần thi là phần mà tôi đã dạy. Bây giờ ta sẽ nói chuyện chút, một chút về phần thi. Thi viết tài lớp. Người nào mà viết luận văn thì khỏi thi phần này. Mà người nào mà không viết luận văn thì thi cái phần này. Và xin quý thầy đóng cái cửa sau giùm tôi, chốt lại cho tôi cái đi. Tôi bữa nay mà vô trễ là tôi cho ở ngoài luôn, khỏi học. Chốt lại lấy cái ghế chốt lại, để người nào đi vô đường này họ đi cho tôi biết. Chúng ta học bao nhiêu chương rồi? Cho cái điều mà quý thầy tôi lo đó là quý thầy là kỳ thi này, kỳ thi vừa rồi của học kỳ 1 là quý thầy rất rất nhiều thiếu nhất cái môn mà bên phương pháp nghiên cứu tôi được bảo là rất đến 70%. Đó là cái thái độ học quý thầy rất là yếu. Cho nên bây giờ cái môn tôi thì quý thầy có việc cũng không dễ đâu nhá. Cái môn tôi cũng không phải là môn dễ. Và nói chung thì môn nào mà không học thì là không nghiêm túc, là không có vượt qua được kỳ thi đâu. Vì vậy quý thầy cô là học nghiêm túc một tí, quý thầy học nghiêm túc một tí. Ở đây ta đã học xong cái chương 1 là chương tổng quan, ý nghĩa đại cương và phạm trù nghiên cứu. Thật sự ra quý thầy học nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, quý thầy có thể đọc cuốn này và những cái phần mà chúng tôi làm trong này, đây là phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu mang tính quốc tế, chứ không phải là phương pháp nghiên cứu tôi làm chơi chơi. Vì đây là cuốn luận văn phó thạc, gọi là thạc sĩ của tôi. Đây là cuốn luận văn bằng tiếng Anh thạc sĩ của tôi, và tôi dịch nó ra. Cho nên những cái mà tôi viết trong này đều theo cái chuẩn của Đại học Delhi, Đại học Anh. Vì vậy quý thầy nhìn vào trong này, chỉ cần học nhìn trong này mà về phần nghiên cứu là quý thầy có thể ứng dụng được trong cái bài viết mình, chứ không phải là đâu gì khó. Và cái cách học phương pháp nghiên cứu là ngoài học tài lớp thì quý thầy có phải về đọc những cái sách mà nghiên cứu, những sách mà chúng tôi cho tham khảo đó, cách người ta trích, cách người ta để footnote, cách người ta viết chương 1, cách ta viết chương 2, cách ta trong chương thì ta về một nhỏ, một là một nhỏ, một hai nhỏ, vân vân. Tất cả các đó là phương pháp nghiên cứu chứ gì. Và để cái footnote là
tên nào trước tên nào sau, trong này nhìn trong này là biết, chứ không cần người nào mà thông minh một chút là biết. Và có nhiều người rất lạ lùng, và tôi là dọa chúng tôi, mà dọa tôi là coi như xong rồi. Sau này để chữ thư một tham khảo 50 cuốn sách mà không có một cái footnote, nghĩa là không có một cái cước chủ, mà để sau này 50 cuốn sách thì làm cái gì? Để dọa tôi thì làm gì? Vì sao mình để sách sách sau này? Tôi người thầy nói tôi nghe, đọc qua làm cái gì? Đọc qua ai mà biết thầy đọc qua? Những cái sách nào mình để trong này là trước đó mình có trích dẫn cước chủ, hoặc là dùng end note hoặc là foot note và một cách sách đó, thì mình để người ta biết là à, trong cuốn sách này tôi có sử dụng một đoạn trong này, đoạn đó nằm trang nào, sách gì, in năm nào, tác giả nào. Chứ còn á, tôi giờ một cái rẹt một cái giữa này là không hề có một cái phút nốt nào giữa này cả, mà để sau này một loạt là sách tham thư một tham khảo là tôi cho rất liền tại chỗ liền, không cần đọc cái lường văn mà tôi cho rất liền tại chỗ liền. Vì lý do là gì? Lý do là không hiểu phương pháp nghiên cứu. Rồi chưa nào? Rồi quý thầy học cái năm đầu mà thầy Quang Thành dạy, và qua những cuốn sách mà người ta đưa quý thầy nghiên cứu, thì quý thầy thông minh một chút thôi là quý thầy thấy ngay, chứ có gì khó đâu. Đây, và đây là những cuốn sách mà cuốn sách tiêu chuẩn hết. Tôi lạ nhất là quý thầy dường như có một số không nắm được cái phương pháp nghiên cứu là gì. Vô việc cái lời dẫn nhập, dẫn nhập cái phần thì dù như là cái phần giá trị tâm linh, phải không? Qua Đức Phật lịch sử, người ta nói cái đó thì mình dẫn nhập là mình nói làm sao để đưa vào cái chủ đề đó. Và chủ đề đó trong cái phần 1 của dẫn nhập ta có bao nhiêu phần? Thứ nhất là gì? Lý do chọn đề tài. Phương pháp nghiên cứu là phải thuộc lòng, chứ bây giờ hỏi mất ngữ thế nên là chết rồi. Thứ hai là gì? Thứ nhất là phải là lý do chọn đề tài. Thứ hai là lịch sử đề tài. Thứ ba là phạm vi lịch sử đề tài, phải không? Thứ ba là phạm vi nghiên cứu. Thứ tư là phương pháp nghiên cứu. Thứ năm là giả định. Chừng đó thôi, năm phần đó, còn cái phần sáu đó quý thầy để thêm tôi không biết, có thể viết thêm gì sau. Nhưng mà năm cái phần đó thì quý thầy phải viết trong cái phần gọi là chương dẫn nhập. Còn đây chương dẫn nhập vô việc trên trời dưới đất, Đức Phật ở đâu xong đây, cuối cùng là chậm hết vô cả là nội dung. Không có dẫn nhập dẫn như chứ cả, không có cái chi gọi là phương pháp nghiên cứu cả, làm sao mà chậm, làm sao mà cho đầu được. Vậy thì tôi nói với quý thầy là cái nào quý thầy học không hiểu, quý thầy cứ đứng dậy mạnh dạn hỏi giảng viên, như vì sao sợ hỏi tôi, cứ hỏi tôi. Cái nào quý vị có thể có những môn mà quý vị hỏi sợ người khác hỏi tôi biết tôi dạy, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Chứ còn đừng có để mà làm cho qua loa. Phải nhớ rằng là bài của tôi thì không có ai chậm được bằng một bài nào hết ngoài tôi chậm toàn bộ từ luận văn. Quý thầy có việc một tháng tết, một tháng rưỡi tết là tôi ngồi tôi chậm bài quý thầy cô thôi. Ngồi ăn rồi chậm bài, bài cho quý thầy, bài cho đào tạo từ xa, bài cho lớp anh văn, bài cho lớp thạc sĩ, bây giờ còn động dưới nữa, chưa xong. Một tháng rưỡi đó đấy. Các quý thầy cô yên tâm là tôi rất là đọc kỹ lắm, chứ không gọi đọc không kỹ đâu, lưu ý như vậy. Mà người nào mà làm được thì ráng chịu. Ta trở lại vấn đề, hôm nay là buổi học đầu tiên, và tôi cũng là mong quý thầy cô học nghiêm túc. Hôm nay tôi sẽ tập trung cái nội dung để quý thầy cô ngày tuần tới có thể biết mình sẽ học cái gì để thi. Chương 1 là cái chương chúng ta học hai vấn đề, đó là ý nghĩa đại cương và phạm trì nghiên cứu. Cái này chúng tôi cho qua. Cái này là quý vị đọc để biết, nhưng mà khi quý vị viết mà quý vị biết cách để mà lập luận thì quý vị sẽ có điểm nhiều hơn. Phương 2 là chương xuất gia. Đây là cái chương cực kỳ quan trọng. Và kỳ này tôi cố gắng cho hai đề, hai người ngồi nhau có thể không hỏi gì được nhau cả. Nghĩa là tôi cho ai đề 1, bên này đề 2, tôi sẽ cho hai đề. Và hình như đề tôi cho rồi,
À, thành ra là quý thầy cô nhớ, hai thầy mà ngồi chép với nhau bởi vì không dính dấu như nhau cả. Đề bên này một chuyện, đề bên này một chuyện mà quý thầy chưa biết là quý thầy làm đề nào. Chương 2 chúng ta có ý nghĩa, chúng ta có cái chương xuất gia. Và chương xuất gia này chúng ta có bao nhiêu phần? 5 phần. Vậy thì trong 5 phần này nếu có một câu hỏi mà rớt vào mà bao gồm cả 5 phần thì quý thầy biết cái gì? Nhớ như rõ cho nha. Bởi vì ở đây tôi muốn quý thầy học thuộc lòng những cái ý nghĩa căn bản. Xuất gia là gì? Xuất gia cái từ gọi là Nekhama. Nekhama có nghĩa là gì? Rồi Nekhama của Bali là sao? Nekhama của là Trung Quốc là sao? Nekhama của là Hòa Thượng vân vân và vân vân. Rồi cái Nekhama là đời sống từ nguyện, phải không? Vậy chương này có thể rớt vào một câu hoặc hai câu. Nekhama là đời sống từ nguyện. Rồi Nekhama là một cái đời sống phàm hành nữa, phải không? Rồi mục đích để làm thế nào để đạt được cái mục đích của Nekhama và phương tiện để đạt được cái mục đích đó. Vậy thì trong chương này quý thầy cô biết có thể là rớt vào một, hai cho đến ba câu hỏi. Mà tôi không biết là tôi ra cái phần nào trong này rồi, mà tôi biết chắc là trong chương này còn một câu. Đây là câu, đây là phần thứ nhất tôi đành. Thế nên quý thầy về lưu ý là, và nhớ rằng là định nghĩa thầy phải định nghĩa cho chuẩn, cho đừng có đẻ ra một định nghĩa với tôi đấy. Ngồi mà tưởng tượng ra mà gọi là bắn chỉ thiên là tôi gặp tuốt. Nói cho mà biết. Và tôi là một trong những người là sinh viên của bao nhiêu khóa tôi dạy đều là thăng trời với tôi đấy nha. Lì xì cho đấy này, đáng lì xì đấy này. Còn nếu không lì xì là để được cho thi u cà cạc luôn, muốn thi đâu thì thi, mà rớt ràng chịu. Vậy về học chương thứ nhất xuất gia. Chương thứ hai, vậy là đây là cho thi đấy mà. Thi là chương thứ nhất là xuất gia. Và chương thứ hai là gì? Chương thứ, và thôi mình nói chương thứ ba đi. Trong này là mình nói đi. Chương ba là giới luật. Bây giờ trong chương Sila này chúng ta có bao nhiêu phần? 5 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa về giới. Thứ hai là định nghĩa về luật. Thứ ba là giới tự nhiên. Thứ tư là giới xã hội. Và thứ năm là quá trình hình thành và phát triển của giới luật. Vậy đây là 5 điểm của cái chương 3. Và 5 điểm của chương 3 này quý thầy có nghĩ rằng nó sẽ là bao nhiêu câu hỏi? Tôi không biết, tôi nói như thế. Đây là chương thứ hai tôi quan tâm. Và tôi cũng nói thật với quý thầy cô là trong này có một câu đã được ra trong chương này. Nói một câu hay hai câu gì đó tôi không biết. Nhưng mà trong hai chương này là quý thầy cô muốn mà bảo đảm là 50 điểm thì học thuộc giùm tôi. Định nghĩa về giới, định nghĩa về luật, rồi là giới tự nhiên và giới xã hội. Phải không nào? Bây giờ quý thầy cứ phải nắm rừng cái đó. Cái phần cuối cùng là gì? Quá trình hình thành và phát triển giới. Cái này quý thầy đã làm thầy thì cái này chắc chắn phải học thuộc. Và người nào học thuộc cái này thì chắc chắn là đâu. Thấy không? Tôi bảo đạo như vậy chắc chắn là đâu rồi đó. Và nhớ, học kỳ mà cuối học kỳ tôi sẽ cho làm trắc nghiệm. Đề trắc nghiệm là đề khó hay đề dễ? Quý thầy nào muốn làm trắc nghiệm? Đề trắc nghiệm là cái đề rất dễ nhưng mà thường rất là trên 50%. Bởi vì đề trắc nghiệm là cái đề mà đòi hỏi ký ức. Và cái này là cái mà cần ký ức chứ không cần suy luận. Cho nên tôi bảo trước là cuối học kỳ tôi sẽ cho làm đề trắc nghiệm A, B, C, D. Và không phải một đề trắc nghiệm, phải một đề đâu, mà cứ bốn đề. Bốn người thì bốn đề. Cho nên là ngồi khỏi coi nhau nha, khỏe lắm. Chương thứ hai là hai chương mà tôi muốn quý thầy có tập trung chỉ chừng đó thôi, không có gì nữa khác. Được chưa? Khỏe quá chưa? Đó. Và nhớ thế này, môn này á là quý thầy phải đủ ít nhất là 50 điểm mới đầu. 50 điểm cho hai bài. Bài thi tại lớp và bài thi
cuối khóa đó cho những người không việc luận văn, và những người việc luận văn thì luận văn vá bài thi cuối khóa, được chưa nào? Và tôi hy vọng là môn này sau khi học cái này quý thầy sẽ thuộc lòng cái này cho tôi. Rồi bây giờ ta đi vào tiếp tục chương trình của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã đi qua bốn ba la di, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái nhóm giới luật thứ hai và cực kỳ quan trọng. Nhóm thứ hai là nhóm gọi là Dega Sangha Desesa Dhamma. Sangha Desesa Dhamma và tàu dịch là gì? Tăng và Bà Thi Sa. Vậy giờ Tăng và Bà Thi Sa ở đây là dịch âm hay dịch nghĩa? Đây là âm, phiên âm ra Sangha Desesa. Sangha dịch là Tăng và, Desesa dịch là gì? Bà Thi Sa, Tăng và Bà Thi Sa. Và vì vậy cái loại thứ hai này, Sangha Desesa này, chúng ta có tất cả là bao nhiêu giới? 13 giới cho Tăng giả Bà Thi Sa. Và 5 giới đầu thì liên hệ đến dâm dục. 5 giới đầu thì liên hệ đến cái vấn đề dâm dục, giới dâm. Và cái này từ từ chúng ta sẽ biết nó liên hệ đến giới dâm liên cái gì. Là 2 giới thì liên hệ đến chỗ ở. 2 giới thì liên hệ đến nội lão, vòng ngôn. 2 giới liên hệ đến vấn đề gọi là phá tăng đoàn, chia rẽ tăng đoàn, ly giảng tăng đoàn. 1 giới đối với một tỳ kheo khó trị, cứng đầu. Và 1 giới liên hệ đến cái chuyện các tỳ kheo đến quấy rối nhà Phật tử. Đây là 13 giới. Và 13 giới phạm vào 13 giới này thì chúng ta biết là cực trọng nặng á, nặng nhất đó là Bà La Di mà chúng ta gọi là Bà La Di Ca. Và quý thầy nhớ thế này, vài bữa nữa mà vào mà làm gọi là trắc nghiệm á, là đôi khi có những chỗ quý thầy điền cho tôi Bà La Di Ca đấy, Sangha Desesa nó thành ra mấy cái từ này học cho thuộc. Bắt đầu mình phải là chuyên nghiệp hóa, chứ không phải là cái kiểu mà đọc âm nữa, lên tới cự nhân rồi phải làm sao cho chuyên nghiệp hóa. Và đây là cái nhóm thứ hai, cái nhóm trọng tội. Và Sangha Desesa, phiên âm là Tăng Già Bà Thi Sa, thường được dịch ngắn gọn gọi là Tăng Tạng. Tăng Tạng. Đây là tàu dịch, nó tàu họ phiên âm là Tăng Già Bà Thi Sa, và họ dịch nghĩa là Tăng Tạng. Và cái ý nghĩa của từ Sangha Desesa này theo Bali chúng ta sẽ cắt chữ ra để chúng ta phân tích. Thứ nhất là Sangha. Thứ hai chúng ta đọc, chúng ta sẽ có cái phần thứ hai là Adi. Và thứ ba là Sesa, đúng không? Đây là cái từ ba cái ngữ dịch, ba cái âm nó cộng lại, ba cái đồng từ nó cộng lại, và ba có nghĩa là Tăng già. Adi Sangha, Adi Sesa Sangha có nghĩa là Tăng già, Adi có nghĩa là bắt đầu, và Sesa có nghĩa là kết thúc. Cái này là bắt đầu, và cái này là kết thúc, cái này là Tăng già. Sangha Adi Sesa đã, nó là một cái từ được ba từ cộng lại. Đây là một loại giới tội nghiêm trọng trong nếp sống của tu viện. Nó chỉ đứng sau có cái tội Bà La Di mà thôi. Và mỗi khi mà vị tỳ kheo mà phạm tội này thì có thể thanh tịnh bằng cách sám hối. Và sám hối theo đúng của cái quy định của cái giới bổn Patimokkha. Và trong cái giới bạn thì người ta ví cái người này giống như là một cái bị bệnh trầm trọng, bệnh ung thư, cái bệnh gọi là nan y, nhưng mà có khả năng chữa được. Có cái bệnh là có khả năng chữa được, mà có bệnh là không chữa được. Ví dụ như có bây giờ ung thư có nhiều loại, và cái từ ung thư bây giờ là nghe đến là ai sợ cả, nhưng mà từ ung thư bây giờ là quý vị biết bên Tây y đùng đâu nòng cái ung thư rồi đó, đùng đâu nòng chế cái ung thư rồi đó. Mà nghe chữ ung thư là mình toát mồ hôi. Mà thật sự ung thư nó có nhiều cái giai đoạn.
Và do vậy bất cứ tỳ kheo này nào mà phạm một trong 13 giới này đều phải ra trước tăng già để là tự mình nói lên cái tội của mình. Khi mình phạm cái tội này, thí dụ như mình tội vào cái tội làm phá hoại tăng già, lý giảng tăng già, thì mình phải ra trong một cái lễ Bồ Tát hoặc là ra giữa một cái đại chúng nào đó từ 4 người trở lên, chúng ta phải thổ lộ, phát lộ, sám hối và thưa rõ với các vị trong đó và mong quý vị đó là chứng minh và xử phạt của chúng ta. Và trong cái thời gian mà chúng ta bị sám hối, bị xử phạt thì cái tư cách tỳ kheo chúng ta nó mất đi. Chúng ta lúc còn không phải là tỳ kheo nữa. Cái tư cách chúng ta tạm thời bị đình chỉ. Cũng giống như quyền công dân mà khi vào trong tù là gì? Tạm bị đình chỉ. Cũng vậy, khi mà một vị tỳ kheo mà phạm vào một trong 13 giới tăng bà già tỳ xá thì và đưa ra sám hối thì chúng ta bị tạm đình chỉ cái tư cách tỳ kheo, không phải mất mà tạm thời. Và trong thời gian sám hối đó, và khi mà sám hối xong rồi và làm đủ tất cả những cái tiến trình về giới lục yết ma xong rồi thì thanh tịnh rồi thì chúng ta lại được trả lại cái tư cách tỳ kheo đó. Và cái quá trình sám hối này á, là nó phải do một cái hội đồng tăng già gồm 20 vị. Trong thời gian mà làm cái phép gọi là sám hối này thì cần phải có 20 vị tỳ kheo để mà làm cái pháp sám hối cho ai mà phạm tăng già bà thi xa. Và cái sự cái yết ma này là đòi hỏi 20 vị tăng già này phải có mặt từ ban đầu cho đến kết thúc cái pháp sự này. Trong khi mà bắt đầu làm cái pháp sự này thì phải đủ 20 vị, và đến lúc mà làm lễ xả tội cho vị này thì cũng phải đúng 20 vị. Nếu mà thiếu một vị thì tội sẽ cái tổ chức của cái tăng đoàn đó sẽ có tội, là vi hiến vi luật. Cho nên sự tội cho người này thì hội đồng cần phải có 20 vị, và cái thời gian tối thiểu là 6 ngày 6 đêm. Thời gian tối thiểu là 6 ngày và 6 đêm, hoặc có thể nhiều hơn. Và nhiều hơn ở đây là tùy thuộc vào cái vị tỳ kheo đó. Ví dụ như quý vị tỳ kheo đó mà phạm cái tội này mà giấu 5 ngày thì cộng thêm 5 ngày. 6 ngày cộng thêm 5 ngày. Nếu giấu 3 ngày thì 6 ngày cộng thêm 3 ngày. Mà nếu giấu 1 tháng thì cộng thêm 1 tháng. Cho nên thời gian mà dài ngắn là tùy thuộc vào cái thời gian mà mình giấu cái tội mình phạm. Nhưng mà cái thời gian tối thiểu đó là thời gian 6 ngày và 6 đêm. Và khi mà cái thời gian sám hối đó xong rồi, quá rồi, và cái vị tỳ kheo đó thật sự thật tâm ăn năn sám hối thì đúng cái thời điểm 6 ngày 6 đêm đó thì 20 vị tăng này phải họp lại và làm cái pháp yết ma gọi là xả tội cho vị này. Và sau đó vị đó được tuyên bố là tăng án, tuyên bố là sám hối xong thanh tịnh và phải trả lại cái quyền lợi, cái chức vụ, tất cả những cái quyền hạn về cái giới phẩm tỳ kheo cho người ta. Trong thời gian này ví dụ tăng gia có họp thì cái vị tỳ kheo đó không được phát biểu, không được biểu quyết, không được có ý kiến. Nhưng mà sau khi mà phạm tội xong mà làm lễ sám hối xong thì vị đó được phục chức lại, phục ký giới lại, và vị đó có tư cách làm vị tỳ kheo. Và thưa quý thầy, trong 13 giới này 5 giới liên hệ đến giới dâm. Quý thầy về đọc cho tôi 5 giới này. Bây giờ ở đây mình không có thời giờ để đọc từng giới. Và tôi nói 5 giới này liên hệ đến giới dâm thì vài bữa tôi sẽ hỏi trong trắc nghiệm. Tôi nói quý thầy cô về đọc không có nghĩa là tập chơi, mà tôi sẽ hỏi trắc nghiệm. Loài nào thì rớt vào trong Parajikarala Sangha Disesa không nào? Thí dụ như trong đó có những cái tội quý vị, thí dụ như có các vị tỳ kheo sống thời gian thanh tịnh rồi gặp các thiếu nữ, gặp các cái thị nữ tín chủ nói rằng tôi là người tỳ kheo thanh tịnh, bây giờ để cúng dường tôi là cúng dường cái giới là số 1, nghe không nào? Cúng dường đó, cả là chúng đó trong luật nói là cúng dường đàng hoàng. Vậy thì chỉ nói như thế thôi thì là phạm gì? Phạm tăng gia và thị xã. Thì trong đó có 5 cái
trường hợp mà sẽ rằm trong cái này. Vậy quý thầy về đọc cái giới bản ba tin một hai cho thôi, và tôi sẽ hỏi cái này với quý thầy trong kỳ thi cuối. Hoặc là cái điều thứ hai, hoặc là hai cái giới liên hệ đến nói dối. Nói dối thì liên hệ đến cái gì? Vì sao mà liên hệ trong này nói dối mà lại là Sangadisesa mà không phải là Barajika? Trong cái Barajika tức là tăng Balaji, chúng ta có cái giới nói dối không? Đài vòng ngữ phải không nào? Nhưng mà cái giới nói dối trong đó là đài vòng ngữ, còn trong này là vòng ngôn, hai cái khác nhau. Vậy thì quý thầy về nghiên cứu cho tôi hai cái vòng ngôn đó là gì. Rồi quý thầy về coi, về nghiên cứu cho tôi là hai giới liên hệ đến chỗ ở là gì. Đến chỗ ở, ví dụ như ngày xưa mình muốn làm một cái thất thì làm cái gì? Bây giờ ngày xưa mình muốn làm cái thất thì mình phải ra mình xin lạy, xin phép đại tăng, mình tác bạch, mình xin phép đại tăng để được làm một cái thất mà tu tập. Và cái thất đó nó rộng bao nhiêu, nó dài bao nhiêu thì mình phải làm đúng, và làm xong thì mình phải xin đại tăng đến chứng minh. Và làm không được quá lớn như thế thì mình phạm tăng già bà thiêu xa. Và ở đây có một điều tôi nói thế này, đây là 13 pháp trọng tội, nhưng mà có một số giới điều trong đây ngày nay nó không còn, mất cái tính hiệu lực của nó, nghĩa là khó mà áp dụng, và cũng không có tăng già ở đâu mà đi kiểm tra cái này. Ví dụ như tôi bây giờ quý thầy cô thầy tôi làm cái thất thiền thất tư mạng đến đó, bây giờ mà nếu như phạm thì phạm quá phạm luôn đó, như vậy phạm ghê gớm như bây giờ đâu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một vị tỳ kheo như vậy được bao nhiêu thước dài, bao nhiêu thước rộng, mà tối là tầm 150 thước, có làm sao mà không làm được. Nhưng mà cái điều đó bây giờ trong xã hội ngày nay nó khác, xã hội ngày nay nó khác với xã hội ngày xưa. Và những yêu cầu của lịch sử, yêu cầu của vấn đề truyền bá, yêu cầu của những vấn đề đó, cho nên giới luật là những cái thứ mà nó phải linh động. Và giới luật là gì? Là cái để phục vụ cho cái đời sống, chẳng phải đời sống phục vụ cho giờ luôn. Cho nên vì vậy quý thầy cô mới thấy thế này, trước khi Đức Phật mà nhập diệt thì ngài có hỏi một câu này: A Nan, sau khi ta nhập diệt những giới điều nào mà là trọng giới thì không được thay đổi, nhưng mà những giới nào mà khinh giới thì có thể tùy theo cái văn hóa, tùy theo cái yêu cầu mà có thể gọi là chỉnh lý, có thể thêm bớt. Đây là cái câu nói của Đức Phật, và câu nói này vô cùng quan trọng. Và khi Đức Phật nói xong rồi thì A Nan không hỏi. A Nan không hỏi Phật là giới nào thì được thay mà giới nào thì không được thay, giới nào thì được bổ sung mà giới nào thì không được bổ sung. Và cái may nhất, như tôi nói với quý thầy, cái may nhất là A Nan không hỏi, cho hỏi thì bây giờ mình cứ ngắt. Ngài A Nan ngài nói là bởi sau đó là ngài bị luận tội á, vì sao không hỏi Đức Phật giới nào được thay đổi, giới nào được là tùy chế, tùy gọi là chỉnh lý. Ngài A Nan là lúc đó con khổ đau quá nên con không nhớ được. Nhưng mà nhờ cái đó, không phải khổ đau đâu mà có ý đấy. Và trong này chúng ta biết ngay cả những cái giới mà về chỗ ở như thế này, trong ba tăng và ba thí sát, giới chỗ ở này á, là quý vị bây giờ cũng không có ứng dụng. Hoặc là bây giờ quý thầy cô thấy là còn một cái giới gọi là liên hệ đến là mình sao học bất định nữa. Có những cái giới mà ngày nay đọc lên là biết không thể sử dụng được, nhưng mà tại sao thì mình phải giữ cái này cho tôi biết. Tại sao mình cứ bữa nào cứ rằm mùng một là mình cũng phải là 30, là mùng một là mình phải tổng giới bạc ba tim một kha? Vì sao mà mình không thay đổi? Ở đây bây giờ có một tăng già, một cái tăng đoàn, họ đang thay đổi cái nội dung này, đó là tăng đoàn Lăng Mai. Tăng đoàn Lăng Mai đã thay đổi cái nội dung của giới này, và thiền sư Nhất Hạnh là người đã viết ra một cái giới bổn riêng cho tăng già Lăng Mai, và tôi đã nắm được cái giới bổn đó. Trong cái căn cứ cách đây 2-3 năm tôi sang Mỹ thì đem cái giới bổn đã đọc, và trong đó có những điều tôi cho là văn minh, có những điều tôi thấy là hay, nhưng mà trong đó có những điều tôi vẫn nói rằng là không chính xác. Tôi nói ngay với các vị hòa thượng trong đó, tôi nói theo con chỗ này là không rõ ràng, chỗ này là đánh lần công đen và không rõ ràng, nhưng mà những chỗ khác thì tôi cho rằng là văn minh. Tuy nhiên cái đó là cái riêng của Lăng Mai,
riêng của là học trò. Cái đó không thể áp dụng đài ra cho tăng gia thế giới được. Và muốn thay đổi cái này, quý vị biết cần có một cái đại hội kiết tập giới luật của tăng gia toàn quốc. Ở đây không ai có thẩm quyền để thay đổi. Muốn thay đổi cái này cần có một cái đại hội kiết tập tăng gia. Vì vậy đó là lý do tại sao mà chứ có cái bản luật nào mang cái tính gọi là phổ quát, và cứ mỗi bộ phải dùng một bản luật. Và vì sao mà chúng ta phải đọc cái này hàng ngày? Bởi vì đây là những cái giới luật mà Đức Phật ngài chỉ dạy, ngài giảng dạy, và chúng ta tôn trọng ngài. Và đây xem như là những cái di ngôn của ngài, chúng ta tiếp tục. Cái nào mà chúng ta ứng dụng thì chúng ta ứng dụng, mà cái nào không ứng dụng chúng ta vẫn cứ phải tùng tuyên để nhớ. Có trong cái hoàn cảnh lịch sử như thế, Đức Phật dạy những cái giới luật như thế, nhưng mà trong thời điểm ngày nay thì chúng ta có thể linh động. Quý thầy thấy chưa nào? Để đây hiểu học giới luật như thế, chứ không phải là cứ học cứ thấy như thế là cứ bắt người ta phải như thế này, bắt người ta như thế kia, rồi cuối cùng giới luật là cái gì đó nó cứng ngắc. Và quý thầy đã học về tôi ở giới luật cái phẩm chương thứ 3, chúng ta có cái giới tự nhiên và giới xã hội. Về cái giới tự nhiên chúng ta có thể xem như là Barajika, những cái chúng ta không thể không sửa đổi, không thể không thay đổi. Nhưng mà cái giới xã hội chúng ta có thể linh động. Đây là cái điều mà chúng quý thầy cần lưu ý cho. Như vậy về 13 cái giới tăng gia và thi sa, quý thầy có tham có cái ưu tư gì nữa không? Và tôi nói quý thầy về đọc nha, lần sau tôi sẽ làm việc với quý thầy. Có thể ngày mai tôi làm việc quý thầy về 13 giới đó để xem cái nội dung nó là gì. Chứ nếu bắt quý thầy đọc, thật sự quý thầy không đọc đâu. Quý thầy là đôi khi thì giờ đi ứng phủ đào trang thì dư, nhưng mà đọc một trang sách thì hơi khó. Rất nhiều anh em là như thế đấy. Tôi thấy ứng phủ đào trang chỗ nào cũng có mặt, nhưng mà đọc một trang sách, vài trang sách là khó vô cùng. Ngày mai tôi sẽ hỏi từng người một về cái 13 tăng gia và thi sa và hai pháp bất định. Ta học tới đâu tôi hỏi tới đó. Để quý thầy là lưu ý là những cái giới này chúng ta phải nằm lòng, vì đây là cái làm đến cái tánh thể của chúng ta, chứ không phải cái này để mà đọc mà chơi. Cái này phải đọc để học để xong này bỏ qua. Chúng ta đi vào cái phần thứ 3. Phần thứ 3 gọi là giới bất định. Anijata. Cái giới này á, thì trong giới bạn của tỳ kheo có, mà giới bạn của tỳ kheo ni không có. Cái phần giới này là giới bạn ni, bên ni không có cái giới này, mà bên tăng này có giới này. Bên ni không có cái mà bất định này. Bất định là vì sao? Bất định là bởi vì cái giới đó, cái phạm vào cái giới này, người ta chưa biết nó là phạm vào ba la di hay phạm vào tăng và bà thi sa. Và cái giới này á, là cái giới thì dụ như hai thầy, một thầy phải gặp một cái nữ Phật tử ngồi chỗ kín. Trong này một trong hai cái giới ngồi chỗ kín, và có một người Phật tử họ thấy ông thầy bà cô gì đó, hay ông thầy một cô gái nào đó, ông thầy bà nào đó ngồi chỗ kín, họ thấy như thế không biết làm gì, chúng biết. Thì cái vị này họ lên họ bảo vào tác gia là bây giờ còn vị tỳ kheo ngồi một cái chỗ kín của một người phụ nữ, thì nếu như mà ngồi không á thì là nó phạm cách khác, nhưng mà rơi ngồi mà có hoạt động á thì nó phạm cách khác. Cho nên cái giới này nó chưa xác định được là loài giới phạm giới gì, cho nên gọi là bất định. Và như thế khi mà vị nữ thí chủ hay nam Phật tử mà đến bảo và tăng gia như thế, xong rồi tăng gia phải gọi ông đó lên và hỏi cho ra cho cụ thể. Sau khi hỏi chính xác rồi, cụ thể rồi á, và vị tỳ kheo đó phải thành thật và bảo lên. Và lúc mà bằng cái sự thành thật của vị tỳ kheo đó thì người ta mới xác định đó là tội gì. Vì vậy cho nên mình gọi là bất định. Và cái giới này là cái giới mà tăng gia có cho ni gia không có, nghe không? Ni mà hãy ngồi lôi thôi cả lá tội liền. Ở đây hạn dịch là bất định bao gồm hai giới liên hệ đến một tỳ kheo và một nữ nhân trong khi tiếp xúc với nhau nơi công cộng hay một chỗ kín. Đây là trường hợp phạm giới của một tỳ kheo do một ưu bà di thành kính bảo lại về tăng gia. Qua sự báo cáo ấy, chư tăng không thể quyết định được vì tỳ kheo ấy phạm gì, hoặc là ba gia di, hoặc là tăng già bà thi sa, hoặc là ba giật đề. Cho nên vì vậy vấn đề này trình giữa tăng để định tội cho vị ấy. Vì vậy gọi là bất định. Giờ dễ không? Cái này thì là mỗi tuần người thầy có nghe cái giới này không? Có nghe không? Mỗi tuần đều nghe cái giới bất định này. Thường thường chúng ta Bồ Tát chúng ta đọc bao nhiêu giới?
Vị thầy nào nói cho đủ, nói cho đủ một lần Bồ Tát ta sẽ đọc cái gì? Trong cái lần Bồ Tát quý thầy thường đọc mà mấy vị tỳ kheo thường nghe cái gì? Đầu tiên là gì cái đã? Đầu tiên là phẩm cái phẩm tựa. Phải không nào? Phẩm tựa. Rồi bắt đầu mới vào đến bổn ban là gì? Bắt đầu mới đi vào thập tăng văn tăng gia bà thị sa. Và cái thứ ba chúng ta mới đọc bất định. Sau đó các giới khác như quý vị đã biết. Phải không nào? Nhưng mà có nhiều người chưa hề đọc cho nên đã biết. Cái này là cái mà đôi khi máy móc một mức đến mức. Nên, vì chưa hề đọc, chưa hề học cho nên nghe đến 250 giới là tổ hạ tâm tinh. Nhiều quả làm sao mà tu, nhiều quả làm sao Phật bắt chuyện nhiều quả. Thật sự trong 250 giới này thì những cái giới sau chỉ là những cái chúng ta sẽ tìm hiểu. Nó là những cái cách hành xử với nhau và tạo nên một cái phong thái định đạt, một cái tư cách của vị tỳ kheo nó văn minh, lịch sử mà đứng đắn, chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Vì vậy quý thầy lưu ý là đọc để biết. Cái giới thứ tư mà chúng ta sẽ học ở đây, đó là Ni Tạc Kỳ Ba Giật Đề. Ni Sa Gaji Giza. Nisagija Bacitija. Cái này là Ni Tạc Kỳ Ba Giật Đề. Hạng dịch là xà đọa. Cái giới này gồm có 30 giới. Và 30 giới này phần lớn là liên quan đến những đồ dùng cần thiết của chúng ta. Quý thầy coi, đây cái giới này không có gì ghê gớm. 30 giới của Ni Tạc Kỳ Ba Giật Đề là chỉ có liên hệ đến những thứ gì? Thứ nhất là y áo, bình bát, tiền bạc, thuốc trị bệnh, những cái chuyện trong đời sống hàng ngày. Đó. Ví dụ như một vị tỳ kheo thì được giữ mấy y? 3 y. Nếu giữ 4 y thì phạm. Nếu phạm cái này thì chúng ta gọi là phạm Ni Tạc Kỳ Ba Giật Đề. Nhiều hay khó hay dễ? Nghe thì nhiều vậy chứ đâu có gì nhiều đâu. Vì cái này chúng ta mọi người đều có ba. Nhưng cái ba ý của chúng đại của cái Bắc Tông chúng ta nó khác ba ý của Nam Tông. Ba ý của Nam Tông là ba ý truyền thống. Và thế nào là ba ý của Nam Tông? Ý hà, ý trung và ý thượng. Ý hà là gì? Cái xà rông. Cái quần mình gọi là quần là cái xà rông quần đó, gọi là y hạ. Y trung là cái áo cánh. Và y thường là cái đại y quần bên ngoài. Họ ta chỉ có ba cái đó. Còn mình bắt tông mình hả? Ba bộ. Ba bộ gọi là y. Mà cái này là chúng ta ảnh hưởng tạo. Và đôi khi quý thầy cô biết là ngày xưa các Phật của chúng ta và các vị chúng ta là mang y phẩm tạo. Phẩm tạo là sao? Ý là cắt từng cái miếng vải, miếng dẻ mà bỏ, mà gọi là để mà máy lại. Và lần sau này có vải thì máy. Những ngày này chúng ta không phải máy vải nữa, mà chúng ta phải đóng cái thứ gì mà thường thẳng ấy. Mà đôi khi đắp vô mà ngồi là một nghiến quang bến, nó nặng quá. Tôi nói thầy, quý thầy mà nhìn vào trong các cái vị nghi lễ mà đi làm lễ, đôi khi thấy mắt ý mắt hầu sao mà nhiều màu quá. Gẫm mà gẫm thương hại nhiều thứ lắm. Ở chuyện này thì tôi chỉ nói như thế chứ còn ở chuyện này tôi không có dám nói gì nhiều. Nhưng mà rõ ràng là đối với cái giới luật thì ở đây chúng ta biết rằng là nếu chúng ta làm nhiều quá thì chúng ta sẽ phạm vào giới Ni Tạc Kỳ Ba Giật Đề. Và đây là cái điều mà Đức Phật thiết chế. Thầy nào nói cho tôi biết vì sao Đức Phật thiết chế chỉ có ba y? Lý do vì sao? Hả? Lý do vì sao mà có Đức Phật chỉ có chế ba y? Có chuyện nó bắt đầu từ đâu? Hãy nhớ thế này, mọi cái điều giới luật trong sách xảy ra trong này đều có cái nguồn gốc của nó. Sợ gì thì giống như có cái giới dâm là bắt đầu từ ông chị ông nào? Ông Tu Đề Na. Vậy thì cái chuyện ba y này á, là vì sao Đức Phật chế cái này?
Còn một hôm sau cái mùa ẩn cư xong thì Đức Phật ở tại là Kỳ Viên, thì có một ông tỳ kheo, ông về thăm Đức Phật, và từ cái Trường Hà khác ông về, trên người ông vang cả 8 kỷ, nặng quá ông đeo ông vô. Ông vô, ông phó Đức Phật hỏi cho, này tỳ kheo, cho tỳ kheo làm cái gì mà thâu lưng mà nhiều thứ thế? Nó bạch Thế Tôn, đây là ý ca thi na mà các vị cũng cho con. Nói vậy thì ông dùng bao nhiêu cái thì đủ? Bạch Thế Tôn, đúng như Thế Tôn dạy thì chúng con chỉ có 3 ý thôi, thường trung hạ. Nhưng đây mà tín đồ giá như thế này cũng như con nhận. Và Đức Phật thấy giống con hơn là đi buôn vải nữa. Cho nên sau đó Đức Phật mới dạy, từ đây về sau tỳ kheo chỉ được có 3 ý, thường, trung và hạ. Hệ mà nhận cái nào, nhận ý thường thì xả ý thường cho người khác, nhận ý trung thì nhà xã ý trung cho người khác, mà nhận ý hạ thì xã ý hạ cho người khác. Vậy quý thầy có mấy ý rồi? 3 ý không? Hả? Tôi nói với quý thầy, tôi ngày xưa mà lúc mà tôi học, học về dạng này, tôi chỉ có 1 bộ thôi. Thế mà giặt rồi là không có mặt. Nhưng mà sau này thì người ta cho. Nhưng mà tôi cứ hệ mà cho tôi dư 3 ý là tôi cũng cho người khác, dù đó ý đó là ý tốt hay ý xấu, hệ dư là tôi cũng, dư là tôi cũng. Tôi để trong nhà tôi 3 cái ý mà thôi. 3 ý đó là tôi đồng theo đúng giờ theo giờ luật. Hầu thì 1 cái 2 cái được, nhưng mà ý thì 3 cái. Nhưng mà không bao giờ quả 3 ý. Đây là cái luật. Thánh quý thầy mà nếu mà dư thì đem gửi về dưới quê cũng như các thầy ở dưới quê. Dưới quê người ta không có ý hầu đâu. Trên này mình là sung túc mà dưới quê ta không có đâu. Quý thầy nở dưới quê lên biệt. Và cái đó là thứ nhất. Thứ nhất là mình giúp đỡ các vị đồng phạm hành của mình. Thứ hai nữa là mình giữ cái giới luật. Vậy 30 cái giới của Ni Tạc Kỳ Bá Giật Đề này là những cái mà liên hệ đến đời sống hàng ngày, những sinh hoạt đời sống hàng ngày chúng ta. Đó là liên hệ đến chuyện ý ảo. Đó là đến bình bát. Mọi người có bao nhiêu bình bát? Mọi người chỉ có 1 bình bát thôi, chứ đừng có nhiều lắm. Và chúng ta có tiền bạc. Tiền bạc ở đây thì quý thầy cô biết, bây giờ trong thời đại ngày nay thì tiền bạc không ai kiểm tra được. Cho nên chuyện này thì nói thế thôi. Chứ còn mà quý thầy bỏ tiền tỷ vào trong ngân hàng thì cũng chẳng ai biết, nghe không? Nhưng mà cái này là để làm gì? Cái này để làm Phật sự thì được, không sao cả. Vì cái thời mỗi thời khác. Như vậy 30 cái giới của Ni Tạc Kỳ Bá Giật Đề này là những chuyện rất đơn giản mà không có gì trầm trọng lắm. Chúng ta chỉ nhớ cho thôi là 3 phần đầu thôi. Và trong 3 giới này, nếu một tỳ kheo được giữ một số nhất định nào đó mà hoặc là giữ quá thì chúng ta phạm. Và trong 10 này, trong số 30 giới này thì 10 giới liên hệ đến y, 10 giới đến liên hệ cách sử dụng trăng mền tiền bạc, và 10 giới còn lại là liên hệ đến cách sử dụng bình bát dược phẩm và y ảo. Vậy quý thầy muốn biết được nó là gì, đọc trong cuốn sách của tôi là biết 30 giới này nội dung cái gì. Và khi mà phạm vào giới này thì các tỳ kheo phải làm gì? Các tỳ kheo ra trước tăng chúng và bỏ cái sạc cái trình nghi vật dùng dư lên trên đó. Xong rồi là trình với chư tăng là bạch hòa thượng, năm bây giờ con là có đến Phật dạy chỉ có 3 ý, bây giờ con có 30, thôi bây giờ con 27 cái con bỏ đây, bây giờ con xin cũng như dường cho đại tăng và xin sám hối. Thì cái là chúng ta gọi là thanh tịnh. Xả thì không đọa, mà không xả thì đọa. Nếu mà mình làm được pháp sám hối, mình đã bỏ nó đâu rồi thì mình sẽ không đọa vào địa ngục. Và người nào mà giữ cái này mà không làm lễ sám hối thì chắc chắn là đọa vào địa ngục, gọi là xả đọa. Thấy chưa nào? Trong này nếu không làm như thế thì kheo sẽ phải đọa vào địa ngục sau khi chết. Đây là cái điều giới thứ 4. Bây giờ học xong cái nội dung giới này, quý thầy thấy nó nhẹ nhàng chưa nào? Bữa nay mình thấy là 250 giới là cái gì đó, là cái hàng ngày của mình sinh hoạt, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm, không có bị nặng lên nữa. Cái thứ 5 là Bacchitiya, là 3 giật đề. Bacchitiya được phiên âm là 3 giật đề, có nghĩa là đọa. Bacchitiya bao gồm 90 pháp. 9 viên pháp này liên hệ đến cách nói năng, cách hành sự của các vị tỳ kheo đối với các vị đồng phạm hạnh. Những quy định và giới hạn về sự quan hệ tiếp xúc giữa các tỳ kheo và các tỳ kheo ni. Cách
cư xử của các tỳ kheo đối với hàng Phật tử và tín đồ của các tôn giáo khác. Và một số cái giới nó quy định về cách sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ hàng ngày của chúng ta. Vậy 90 cái pháp ba nhật đề này, quý thầy có biết, nó chỉ xây dựng nên cái phong thái, cái phong cách của một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo là phải ứng xử cho lịch sự, cho văn minh, cho có văn hóa. Vì vậy cái giới này là không phải là thứ chi ghê gớm lắm, mà chỉ là huấn luyện, chỉ là giúp cho mình tạo nên có cái phong cách của một người xuất tăng thượng sĩ. Phải không nào? Cái này cái vô cùng quan trọng. Quý thầy có, quý thầy cứ nghĩ mà các tỳ kheo mà hở một chút mà nội xô nội cáo với nhau, rồi nói những ngôn từ thô tục, rồi đến liên hệ với tỳ kheo ni một cách gọi gì thoải mái, thì cái đó là cái phạm vào ba vật đề. Cho nên 90 pháp ba vật đề này là 90 pháp xây dựng nên cái cách quý thầy ứng xử với nhau. Vậy bữa nay quý thầy nhìn cách ứng xử của nhau, quý thầy sẽ biết là các vị này có nghiên cứu đến ba vật đề hay không. Cách nói năng, cách tiếp xúc, gọi là đối với các vị đồng phạm hạnh. Và trong này 90 pháp này chúng ta chia thành ra 5 chủ đề chính. 74 giới có thể phân thành 5 chủ đề chính. Và trong 74 giới đó có 23 giới là những giá trị, những cái giới nói về cái phàm trù đạo đức, nó liên hệ đến phàm trù đạo đức. Rồi trong đó có 14 giới là chúng ta cách hành xử với các vị nữ giới. 16 giới là nói đến chuyện ăn uống. 11 giới nói về giáo lý, cách giáo học giáo lý, giới luật và cách ứng dụng chúng. Và một số cái cách sử dụng những vật cần thiết, giống như là những cái việc trong những cái vật trong chùa, thì chúng ta có 10 giới. Đó là cộng lại là chúng ta có 74 giới. Và còn lại 16 giới thì trong này có chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là cách hành xử trong tu viện với nhau, có 6 giới. Đi du hành chúng ta có 5 giới. Và chúng ta có cái cách để thiêu hủy, để đốt một cái số đồ mà chúng ta không cần dùng. Ví dụ như là đồ dư, đồ thừa, đồ gì đó, cái cách mà đốt chúng ta cũng phải, giới luật cũng dị cái cách đốt, trong thời đốt tầm bầy chạy chùa đó. Bên già lắm á, đừng nói, chúng ta không nên chúng ta cứ xem như là, bởi vì quý thầy có biết là những cái đó là những cái mà nó đùng chà, nó rất là nguy hiểm. Bây giờ cái vấn đề đó là ta xem như là thiếu cái ứng dụng cái gọi là cái gì, ba vật đề, phải không? Ba vật đề cho nó khỏe. Trong là trong lúc mình đốt, hoặc là trong lúc mình để những cái thứ đồ dễ cháy trong nhà, mình không cẩn thận, thì cái đó cũng là nó nằm trong cái ba vật đề. Chứ đừng còn nói chúng ta không biết, chúng ta nói lung tung rồi tội lỗi mất công nhau. Thì cái tốt nhất là chúng ta như thế này, cái nào mà chúng ta thấy mà không biết đừng còn nói. Tỳ kheo nào mà phạm vào 90 giới này thì phải đứng trước tăng mà sám hối. Và khi mà phạm vào tới này thì cả tới đến một vị tỳ kheo thôi, rồi là con xin sám hối, con đã phạm vào ba vật đề và lại xong ra hết tội. Thấy không nào? Cái này có gì đâu. Nhưng mà không lại là đọa địa ngục đấy. Và đây là luật nói, tôi không có dọa nghe. Tôi nói để cho quý thầy cô để mà lưu ý. Cái thứ sáu là Bati Desesaniya. Bati Desesaniya phiên âm dịch là Balade Desani, có nghĩa là hối quá, tức là sám hối những lỗi lầm. Cũng gọi dịch là hướng bị hối, nghĩa là phạm tội này thì chỉ hướng đến một vị tỳ kheo cùng trong một trụ xứ bày tỏ và xin sám hối. Nội dung của cái Bati Desesaniya Dhamma gồm có 4 giới.
Mà thật sự bốn giới này ban đầu, lúc đầu tôi mà viết cái cuốn sách này, tôi cũng không biết mà không có hay hay không. Nhưng mà thật sự sau khi tôi sống, tôi thấy rằng là đúng là có cái này. Thứ nhất, nhận thức ăn của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Có nhiều cô tỳ kheo ni thương thầy là cứ nấu ăn đem tới ăn riêng thôi. Hồi xưa mà tôi đi học mà tôi biết cái này, tôi chưa có cái đó, phải không? Tôi chưa có kinh nghiệm đó. Tôi nói cái này sao có cái giới kia vậy nè. Mà về này thì có thật thiệt đó quý thầy con. Mà không, thành ra tôi nói những cái giới luật này là nó phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Do cái ái, do những cái liên hệ, cho nên Đức Phật Ngài dạy trong đơn giản đâu quý vị ạ. Mà khi tôi viết cái này tôi chưa có kinh nghiệm. Nhưng mà sau khi tôi về á, thì tôi thấy cái đó có thật. Có thật. Và điều này là cái điều mà rất ư là không nên làm. Tỳ kheo ni cũng không nên làm, mà tỳ kheo tăng cũng không nên làm. Phải không nào? Thế dân lậu hả? Đi ăn lậu hả? Không, cái chuyện đi ăn là khác. Cái chuyện đi ăn công khai thì nó khác. Thì dù như quý thầy cô lâu lâu thỉnh thoảng đi ăn lậu thì khác. Đó là cái điều mà gọi là phạm giới ba la đế đề sản này. Không biết quý thầy có kinh nghiệm không, cho tôi thấy đấy. Thứ hai, nhận thức ăn tại nhà Phật tử do tỳ kheo ni có mặt ở đó sai người mang lại, thay vì đem tới chùa thì sợ mấy ông thầy ông nói. Khi nào mà đem nhiều lần quả thế nào mà đến giờ đầu đem tới là bị mấy ông thầy cũng cười thôi. Cho nên thì cách là đưa tới nhà Phật tử, nó nhờ một người đưa tới, nhưng mà có tỳ kheo ni ở đó. Còn cái chỗ này là chỗ mà tệ nhị, phải không? Tệ nhị. Và cái tệ nhị này cũng đang xảy ra. Cho nên cái giới luật trong này có những cái là văn minh vô cùng, quý thầy có việc từ cái thời xưa. Mà quý thầy cô cứ nghĩ thế này, quý thầy cứ nghĩ thế này, là cái từ thời đó mà lại xảy ra chuyện này thôi. Cái thời này làm sao mà không xảy ra được, phải không? Mà cho nên cái giới luật này nó gần với cuộc sống, chứ không phải nói xa mình đâu. Nó ở bên mình, nó ở quanh mình. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận, phải không? Giới luật là cái Đức Phật đi ra, nhớ thế này. Khi Đức Phật thành đạo, nếu chúng ta bàn về từ đầu, Đức Phật có thành đạo xong, Đức Phật nhận tăng gia, Đức Phật có dạy giới này không? Dạy giới này hay không? Đức Phật có dạy ba la di không? Lúc đầu Đức Phật có dạy ba la di không? Đức Phật có dạy cái gì tăng gia bà thi sa không? Lúc đầu là không hề có ba la di, không hề có tăng gia bà thi sa, mà lúc đầu là giới luật dạy một cách đại cương, là phòng hộ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, và phòng hộ cái tâm bất thiện đối với cái tấm đối với các pháp bất thiện, đối với dục vọng. Nhưng mà về sau do vì cử các tỳ kheo phạm vào những giới cụ thể, và giới nào phạm vào thì Đức Phật liền chế giới đó. Vậy thì cái giới luật này là do cái yêu cầu của cuộc sống tăng gia mà Đức Phật chế, chứ không phải Đức Phật quy luật ra, đặt nó ra. Lưu ý như thế, giới luật của Phật giáo là vậy. Điểm thứ ba, nhận thức ăn tại gia đình đã được tăng làm phép yết ma học gia, nghĩa là cái gia đình đó họ xúc phạm tới tăng, cái gia đình đó họ là bất tịnh bất kính đối với tam bảo, thì chư tăng già đã làm một cái phép là không đến đó, nhưng mà chúng ta vẫn nhận của cúng dường ở nhà đó thì phạm ni tác à, tăng gọi là gì, phạm ba la đế đề sản đi. Cái này quý thầy có biết có những vị á, cư sĩ họ chỉ biết một người, họ chỉ biết ông thầy, một ông thầy, họ vô lễ với tăng già, họ lố về với ngay cả thì dù như là những vị trưởng lão vậy, cho nên là nó làm xúc phạm đến cái uy tín, thì tăng già người ta làm một cái pháp yết ma không được đến đó để nhận của cúng dường. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề cái có lẽ ví dụ như là cái gia đình nó giàu quá, cho nên có những cái thầy do cái tư lợi họ đến đó họ nhận, và nhận như thế thì nó xúc, nó làm tổn thương đến tăng già. Cho nên trong này có những cái mà tăng già đã làm cái pháp gọi là yết ma thì mình không được đến đó mà thọ nhận, nó rất là nguy hiểm. Điều thứ tư, nhận thức ăn do thị chủ mang đến các trụ sự xa xôi nguy hiểm. Ví dụ như thế này, quý thầy ở trên một cái thất trên núi rừng xa lắm, ở trên những cái chỗ bất an không an ninh, ví dụ ở trong Bình Chánh ví dụ vậy, thì có Phật tử ta đi bưng đêm mà mình cứ bắt người ta phải là đem đến cúng dường, và những lúc mà đem như thế đuối đường có thể gặp nguy hiểm, thì những cái đó là
Nếu mà quý thầy cô nào mà nhận cái cuộc cúng dường cách đó thì bị phạm vào cái giới là ni tác thì ba giật đề. Bởi vì cái có thể nguy hiểm đến cái cuộc sống của người ta. Đó là cái pháp thứ 6. Pháp thứ 7 là Sekhiya Dhamma. Người thầy thầy tôi dạy giờ luật thoải mái không? Không có cái gì cứng cáp hết. Nhưng mà phải nắm cho được cái tinh hoa của nó và phải hiểu được vấn đề để chúng ta thoải mái với giới luật và chúng ta sống ôm cái giới luật chúng ta sống. Chúng ta giữ bao nhiêu chúng ta cũng cảm thấy không nhiều. Vì ở đây chúng ta chỉ giữ một giới, đó là cái tâm thôi. Tâm giới là xong. Chúng ta giữ cái tâm chúng ta với những cái việc đó là xong. Bây giờ thì dụ như bốn cái pháp mà chúng ta vừa học đó là ni tác kỳ ba giật đề. Quý thầy cô thấy chỉ nhớ bốn điều. Là thứ nhất là chúng ta không nhận của ni cũng dược. Vì cái đó ái nó sinh. Cái đó cho lâu ngày thế ăn xôi chùa thì ngọng hồng, nghe không? Đúng không? Hồi xưa tôi nhớ Hòa Thượng Cố Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Siêu là phó viện trưởng của học viện, hồi được là phó hiệu trưởng. Thì ngài nói á, quý thầy nói thưa bạch Hòa Thượng á, mấy thầy có ái thì ái người đẹp chứ đâu có ái với những người xấu. Đức Phật nói mà đứng lâu bên trụ điện nó cũng đẹp. Đứng bên cái trụ điện mà lâu thấy trụ điện nó đẹp. Phải không? Tôi không hiểu. Thì bây giờ tôi thấy đúng là đứng lâu thì cái trụ điện nó đẹp thật. Những người ở bên mình lâu á, thành ra mình thấy cứ tự nhiên mình thấy họ đẹp. Còn những người á, mình không thích ở lâu, còn cuối cùng cũng tạo cái ái nó ra, ái về nó. Cho nên những cái chỗ này là những cái chỗ mà cái mục tiêu là gì? Thứ nhất là để ngăn ngừa những cái bất thiện pháp nó sinh. Trong đó có ba điều trước. Và điều thứ tư là để bảo vệ cho các vị thí chủ họ cúng dường, họ vì cái tín tâm họ cúng dường. Mà đôi khi chúng ta thọ nhận cái đó mà chúng ta không có lòng từ về họ. Khi chúng ta không có lòng từ về họ thì họ có thể gặp nguy hiểm, phải không nào? Đi đường xa, họ tín tâm về mình, họ hoan hỷ mình, họ đem cái đó đi. Giữa đường thì gặp nàng cướp, gặp những cái nàng cướp bóc hoặc là những cái chuyện lung tung việc đâu mà ra. Cho nên trong bốn giới này là cái bốn giới vô cùng ý nghĩa, chẳng phải không? Quan trọng thì nói là không quan trọng, nhưng mà thật sự vô cùng ý nghĩa. Quý thầy cô phải lưu ý. Và cái này xảy ra thời Đức Phật rồi, cho nên không phải là tự nhiên mà Đức Phật chế. Cái nhóm cuối cùng trong cái giới chúng ta học, và qua cái nhóm thứ bảy là nhóm luật, chúng tôi sẽ học các, bắt đầu là những buổi sau chúng ta bắt đầu học các tạc pháp diệt ma. Bắt đầu các cái pháp diệt ma ta sẽ học sau cái buổi này. Hôm nay ta sẽ học dứt điểm cái phần giới. Nhóm thứ bảy gọi là nhóm chúng học Sekhiya, với nguyên nghĩa là huấn luyện, học tập, huấn luyện hay học tập, và được dịch là chúng học. Đây là những pháp, những học pháp còn được gọi là các điều lệ giao tiếp mà một tỳ kheo cần phải học tập. Những cái điều lệ trong cái việc giao tiếp mà chúng ta cần phải học tập và thực hành trong nếp sống hàng ngày, đó là những cái cách đi đứng nằm ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ, thuyết pháp, thể hiện tác phong đạo đức của một tỳ kheo, thái độ cư xử giao tiếp với thế tục. Vì thầy có thấy những người mà ở điều á, mà có điều lâu năm á, họ đi á, mình biết họ có cái uy nghi tệ hạnh, phải không? Có nhiều người mà không ở điều hành điều á, đi dẹp xẹt, xẹt. Vì thầy nghe đi, dẹp ồn ào, đi thì nghiêng qua, nghiêng về. Cái đó là không có uy nghi tệ hạnh. Và cái pháp chúng học này là gì? Cái pháp này là để huấn luyện cho chúng ta đi nó có oai nghi, đứng cho đàng hoàng, ngồi thì ngồi đàng hoàng chứ không phải ngồi dày. Có nhiều người ngồi với ngồi trò họ lên, mấy cái ngồi đóng của oai nghi, nằm cũng phải có thể nằm. Đây là những cái trong một trong gọi là một cái tâm pháp chúng học này á, là tất cả đều liên hệ đến huấn luyện chúng ta cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách nói năng, cách giao tiếp. Đây là những cái cách rất là văn minh. Thì quý thầy cô thầy cái sợi dĩ mà cái sức mạnh của lăng mái có thể hút được, có thể chinh phục được cái thế giới Tây Phương,
Đầu tiên là cái oai nghi của họ. Cái oai nghi vô cùng quan trọng. Và cái oai nghi là cái đầu tiên làm cho cái tâm người ta kính phục. Một cái đoàn của là làng mai mà ra đó, của thầy biết đi bao giờ cũng nhìn tới trước, không nhìn qua nhìn về. Họ ra họ đi một cái cách thanh thản, đi chánh niệm trên bước đi, đứng chánh niệm đến bậc đứng. Ở trong cái Nikaya gọi là gì? Vì ấy đi đến, bước đến, vì ấy biết rõ ràng vì ấy đang bước đến, vì ấy đứng lại biết rõ ràng vì ấy đang đứng lại, vì ấy đưa tay lên vì ấy biết rõ ràng đang đưa tay lên, vì ấy đưa tay xuống vì ấy biết rõ ràng vì ấy đưa xuống. Cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và chính cái này nó tạo nên một cái chúng ta gọi là sức mạnh nội tâm, mà nó làm cho những người đang lăng xăng lít xít, đang náo động, tự nhiên nó khừng lại, làm cho tịnh lại. Quý thầy, chứ còn quý thầy cô mà vào trong lớp mình, vào trong người tu sĩ mà họ vô họ thấy mình cũng ngồi nói chuyện lung tung lang tang, của người đứng lên người đứng xuống rồi không có ai như tệ hành, thì họ nhìn thấy you like me nothing difference, bạn cũng như tôi thôi, có gì đâu, không có gì khác cả. Cái khác nhau ở chỗ người tu sĩ và người không tu, đó là cách hành xử, đó là cách hành xử, đó là cách gọi là tương tế với nhau. Và cái đó chúng ta gọi là uy nghi tệ hành. Cho nên cái cách đi đứng nằm ngồi quý thầy, nói lên quý thầy có ở chùa hay không. Và tôi hay dùng gọi là cái vị, tôi dùng cái từ gọi là vị tương trao. Có nhiều người á ăn tương trao rất nhiều năm nhưng mà không thấm răng đấy, không thấm vào trong người, cho nên á nói cũng hung hăng, làm việc cũng hung hăng, đi cũng thô lỗ, rồi hành sự thô lỗ. Cái đó làm cho chúng ta rất khó chịu. Mà có những thầy trẻ có học, có ở chúng, có ở điều, có hành, đi đâu thấy nó dễ thương, nói nó dễ thương, hành sự dễ thương. Và những cái đó là những cái mà tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta và những người khác đấy. Quý thầy nhớ, và 100 pháp chúng học là nhằm vào chỗ này. Cho nên bữa nay quý thầy đừng có dành nhau mà bấm này, thử từ nhé, phải không nào? Quý thầy có bấm đi ra ngoài một phút trước cũng đứng đó mà nơi dốc thôi, cũng là hơn đâu. Thành ra mình làm thế nào phải tạo nên một cái văn minh trong cái đời sống tu sĩ của mình, đặc biệt là sinh viên của học viện. Vì học viện mình bây giờ, học viện mình đang từng bước cải tạo lại cái uy nghi, cái tế hành này. Học viện đang làm tất cả những kỷ luật, đó là gì? Đang áp dụng lại cái giới xã hội. Thầy đăng những cái kỷ luật quý thầy cô đang làm thế này là gì? Đang chỉnh độn lại cái giới luật xã hội cho đúng với cuộc sống tu hành của chúng ta. Chẳng có chi khác đâu. Đó gọi là giới luật xã hội. Đó là những cái mà chúng ta gọi là chủng học pháp. Thành ra cái chủng học pháp được đừng tưởng nó nằm trong giới luật, nằm trong cái phó đó để lên một tháng đọc một lần. Không phải. Quý thầy học cái này là bây giờ sau khi học cái này xong thì phải đem nó vào trong cái đời sống. Không phải đợi một tháng đọc một lần, mà ngày nào chúng ta cũng đọc, đọc bằng hành động, đọc bằng lời nói, đọc bằng uy nghi, đọc bằng cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi. Thầy của thầy đồng ý với tôi không? Đồng ý không? Đồng ý thì có làm không? Phải làm. Và cái làm cái này quý thầy làm không có làm cho tôi, mà làm chính cho quý thầy. Tôi nói về quý thầy thế này, tôi có những người học trò, học cử nhân mà tôi rất kính trọng. Học xong ra trường là tôi mời làm việc với tôi liền, mời công tác với tôi liền. Không phải họ giỏi, giỏi thì có, nhưng mà cái nội tâm của họ đó toát ra một cái điều tôi thấy có tu. Và những cái hạt giống này mới là hạt giống cần thiết. Thành ra cái thằng này quý thầy đôi khi là vui vẻ, chúng tôi ngoài những cái giờ vui vẻ huynh đệ ông nói, nhưng mà trong những giờ phút còn lại quý thầy phải giữ cái cách của mình. Quý thầy được gọi là thầy, được người ta gọi xưng con, một bà cụ 70-80 tuổi ta xưng con về mình, ta xưng con không phải vì mình,
vì cái tự ngã của mình mà ta sinh con bởi vì cái gì? Cái giới hạnh của mình, cái đạo đức của mình, phải không quý thầy? Mà để xứng đáng với cái đó thì chúng ta phải huấn luyện, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải thực dụng những cái đó trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy bữa nay tôi muốn, tôi mong quý thầy phải nhớ rằng hàng ngày quý thầy phải nhớ cho tôi 30 pháp ba giật đề, được không? Quý thầy phải nhớ cho tôi là 90 pháp ba giật đề, 30 pháp ba. Tôi không nói bầu bổn ba la di, tôi không nói thập tăng mang già bà thế sa, tôi không nói ba pháp bất định, hai pháp bất định. Tôi những giới đó là những giới mà nó nằm là bản giới, nó là một cái thể của giới, chúng ta không thể không có. Nhưng mà chúng tôi muốn quý thầy ứng dụng cái đó, những cái thứ gọi là tăng già bà thế sa đó, là thập tăng nhân bà thế sa, là ba giật đệ, xin lỗi, là ba la di đó, bằng cái cuộc sống của mình, bằng cuộc sống của mình, bằng chính cái hành vi cử chỉ ứng xử của mình. Chứ không phải nó là những giới điều chết, nó phải là những thứ như sống. Giới luật là những thứ sống nhưng phải thứ chết. Xưa nay cứ học đến giới luật, cứ nghĩ đến đó, học sống đến ngay Bồ Tát mới tùng giới, trật 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 như lắm, sai quá. Giới luật là sống, là để mà sống. Và bây giờ sau khi quý thầy về, tôi đi bảy cái cùm giới này, bảy cái loài giới này, quý thầy có thể thấy rằng là để trong sách không? Có nên để trong sách không? Lôi nó ra tạo trong đời sống mình. Và bữa nay quý thầy hãy bắt đầu huấn luyện từ cách ăn, cách nói, cách đứng, cách đi, cách nằm, phải không nào? Và khi mà quý thầy làm những việc đó là quý thầy đang sử dụng tử phần luật trong cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ đợi đến ngày Bồ Tát mới đem ra tùng. Đồng ý không? Rõ không? Vậy bữa nay tôi thật sự, tôi là người thầy giáo dễ tính nhất chứ không phải khó tính đâu. Bởi vì giờ của tôi ai học thì học, không học thì cứ nghỉ. Sợ gì mà bữa nay tôi phải làm cái chuyện đóng cửa đó, bởi vì cái này này, cái này này. Bởi vì quý thầy có nhiều sao? Không có học hành gì, đến giờ là vô bấm một cái, ra ngoài ngồi chơi. Và vào đến cuối giờ, thứ nhất lừa và lừa chính mình, lừa gạt chính mình. Thứ hai là lừa gạt thầy giáo. Thứ ba là lừa gạt thầy tổ. Thứ tư là lừa gạt thập phương tịnh thị cũng dường cho mình ăn. Và tôi không chấp nhận cái đó. Cái đó là cái không đạo đức, cái đó là cái phi đạo đức, mà cái đó không phải là cái việc làm của mình. Nếu quý thầy thấy cái chỗ này học không thích, đi về. Tại sao phải làm những cái chuyện gọi là dối trá đó? Cho nên tôi mới đóng cửa. Trên những cái học kỳ, những cái năm trước á, tôi tuyên bố rằng giờ của tôi cứ nghỉ thoải mái. Nhưng mà đến lúc thi mà rớt, đừng hỏi why. Thế thôi. Đừng hỏi tại sao. Phải không nào? Bởi vì học là học cho quý thầy, quý cô. Nhưng mà riêng cái môn này thì chúng tôi phải rất nghiêm túc. Và quý thầy cô thầy, tôi đi dạy từ 30 cái số đến đây, có khi nào tôi trễ 10 phút không? Tôi dạy mười mấy năm này tôi chưa bao giờ trễ 5 phút, chứ đừng nói chuyện 10 phút. Mà khi mà trễ, tôi điện thoại cho văn phòng ngay, tôi nói thầy đang kẹt xe, xuống báo giùm lớp, thầy trễ 5 phút, thầy trễ 3 phút, thầy trễ 10 phút. Bao giờ cũng thế quý thầy. Bởi vì cái đó là cái niềm, cái uy tín của mình, và cái đó tạo nên niềm tin tăng lên sinh. Tôi mà đau thì tôi phải báo trước, trừ trường hợp khuất khả kháng. Mà cái này là tạo nên, quý thầy có biết, cái niềm tin cho những người chung quanh chúng ta. Và bây giờ tôi đứng đến bục giảng mà quý thầy không có niềm tin thì quý thầy đâu có học, phải không nào? Đến tôi đứng đến bục giảng tôi không nghiêm túc, làm sao quý thầy học? À, kỳ vừa rồi tôi nhận được một cái đơn can thiệp của một vị, và yêu cầu cho ra trường học từ xa thôi, học từ xa thôi, và xin ra trường để làm Phật sự. Và tôi nói rằng là từ xa hay từ gần cũng giống nhau, chính quy hay là học online cũng giống nhau, học là phải đủ điểm. Còn nếu mà duyệt xét cho những người mà không đủ điểm mà ra trường á, thì mình đã làm cho hư giáo dục, hư đi cái giáo dục. Mà cái người làm việc đó là những cái người mà đang đứng trên bục thì lại càng không nên. Bởi ta nói giáo dục là phải mô phạm, đúng không quý thầy? Mà mô phạm gì? Mô phạm chính là phải gương mẫu.
Mà chỉ gương mẫu là gương mẫu bằng cái gì chứ còn cụ thể. Gương mẫu trong đi, trong đứng, trong nằm, trong ngồi. Gương mẫu trong vấn đề giảng dạy, trong vấn đề giờ giấc, trong mọi thứ thì gọi là mô phạm. Vậy quý thầy là những người phải mô phạm. Quý thầy sắp sửa có Phật tử, quý thầy sắp sửa có đệ tử, quý thầy sắp là trụ trì, quý thầy có thể là những người giảng sư, quý thầy có thể là những giảng viên trên lớp mục lục này. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải học tập giới luật để làm gì? Để tạo nên cái tư cách mô phạm của chúng ta. Được không quý thầy? Vậy hôm nay tôi đã bàn xong với quý thầy có cái nội dung của giới bột Patimokkha. Riêng cái phần gọi là thất diệt cảnh ta sẽ học về luật, và trong đó ta sẽ học các phần nghiệp ma rất kỹ. Ở trong này, trong cuốn này không có các phần nghiệp ma. Xin lỗi quý thầy cô. Các phần nghiệp ma quý thầy bắt đầu về đọc những cuốn sách mà tôi giới thiệu. Ví dụ như là nghiệp ma yếu chỉ, nghiệp ma chỉ nam, gọi là các vấn đề giới luật của Hòa Thượng Phước Sơn, vân vân. Mà trong cái phần mà tôi gửi đạo ý, và tất cả đó là nền tảng cho quý thầy thì là thầy nghe đọc. Và bắt đầu tôi xin thưa thế này, như vậy là hôm nay mình còn 5 phút nữa mình tranh thủ nói chuyện chút, và quý thầy chuẩn bị cho bài thi, nghĩa là tuần tới trong ngày mai giờ này tôi lên tôi sẽ ký giấy là thông báo thi, thì quý thầy biết là tuần tới quý thầy sẽ thi. Cái khóa 10 mình sẽ thi. Vậy quý thầy lưu ý cho là về ta chuẩn bị học bài cho tốt, để mà chuẩn bị thi cho tốt. Thứ ngày mai sao ạ? Thi ngày mai, tuần tới thi là thi nửa học kỳ. Thi nửa học kỳ, thay vì phải viết luận văn thì người ta viết rồi, thì người nào không viết luận văn thì người ấy sẽ phải thi. Vậy quý thầy về học, tôi để cho quý thầy có 2 giờ để học bài thi. Vậy xin cảm ơn quý thầy. Ta nghỉ, hôm nay nghỉ ở đây. Tôi quý thầy ta niệm Phật. Còn một phút niệm Phật xong sau đó nói chuyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin cảm ơn quý thầy.